Ja, ja, du ja. Hm. Hm. Ja, ja, bei. Về chiều cho nó 1 sao, lỡ bấm cho nó 5 sao tức thì chứ. Rồi đấy, hôm nay ta sẽ đuổi gì bỏ lên thành bay. Mà nó nghỉ việc luôn á. Nghỉ việc gì? Nhắc nhở nó đi. Tại sao lúc ở đó anh không góp ý cho nó luôn? Không thấy. Chơi, tin tưởng quá mẹ. Nó mới nhìn mặt nó, xỉu nhiên là xíu một hai ba chiêu luôn.